Mình xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình đang ở trên Cần Thơ và cửa hàng Giang Spark, nhưng mà đây là kho của bạn Giang và cái lô hàng xe này là mới vừa về luôn. Giang dẫn mình đến đây nhá, hàng trước cho các bạn xem. Lô hàng này là Giang mới vừa nhập về, vẫn chưa có dọn rửa đó nha các bạn. Và máy móc là vẫn bao zin cho các bạn nha. Tại vì Giang phương châm của Giang là không có nhận những cái máy mà đã có sửa chữa gớt đầu đó các bạn. Như vậy là những dòng xe này đó vẫn là từ đời 2005 tới 2010 đúng không Giang? Dạ đúng rồi, vẫn là bảo hành nhỏ, vẫn là cái hàng như cửa hàng nói, chuyên dòng mạch nhỏ từ 2005 tới 2010, chuyên máy gớt hay là gớt đầu hay là máy làm dân gì đó, bên cửa hàng không kinh doanh những dòng đó, chỉ mua nguyên kim thủy, ví dụ như xe đó, máy nguyên kim nhưng mà ở ngoài hay xấu, thì ví dụ như về thì dọn mới cái hàng nhỏ đó, thì bên em có mua, chứ ví dụ chứ không mua là máy gớt. Không mua máy gớt đâu. Ví dụ như anh em mua xe của Giang nè, chiếc xe như thế này đi, rồi anh em muốn dọn, ví dụ như dần áo xấu quá, nhờ Giang dọn cho, Giang có dọn luôn không? Đó, nếu dọn luôn. Mua cửa hàng thì bên cửa hàng có nhận dọn hết. Đúng ví dụ rồi. Như tùy theo anh em mình thương lượng, ví dụ cửa hàng khách thương lượng, anh em thương lượng giá cả bao nhiêu đó, xe đó bao nhiêu, làm bao nhiêu, thì cái đó ok thì khách thì đặt cọc thì bên cửa hàng dọn, hoặc là cửa hàng muốn mua về tự dọn thì bên cửa hàng vẫn có bán là phụ tùng cho anh em luôn. Vẫn có bán phụ tùng, ví dụ như áo hay là ba bánh vỏ các thứ này nọ gì đó, bên cửa hàng chuyên dòng Exciter, chuyên phụ tùng Exciter đời nhỏ luôn. Vẫn có bán phụ tùng cho anh em hết, đủ hết chưa các bạn? Theo như mình nghĩ thì để Giang dọn là ok hơn, tại vì Giang là chuyên về dòng này rồi, thì bất cứ cái gì mà liên quan đến dòng ẹt nhỏ này Giang đều có hết ha. Và Giang hiểu rõ về dòng đời này thì dọn xe này thì phải ok nha các bạn, chỉ dòng ẹt nhỏ thôi nha. Bây giờ mình có thể báo giá sơ được không Giang? Được anh. Em giới thiệu một số đi, một số nào đó, ví dụ như bên em nói chung là nguyên nguyên thủy đời lốc đen thì có thể tầm khoảng 20 mấy, 30 mấy, 40 mấy triệu tùy theo xe. Còn đời lốc bạc thì tầm khoảng 30, 30 mấy đổ lên, cũng tùy theo xe luôn. Thì như vậy là lốc bạc nó giá cao hơn. Đúng, đời lốc bạc là đời máy nhập thái, giá cao mấy đời lốc đen. Tức là đời 2005 tới 2008. Đúng rồi. Đúng không? 2005 tới 2008. Còn 2009, 2010 là đã lốc đen. Dạ đúng rồi. Ví dụ như đây nè các bạn, lốc đen nè. Như vậy chiếc này là đời 2009, 2010 quá, đúng không? 2010. Một càng nha các bạn. Như ví dụ như chiếc xe này là dòng khoảng nhiêu em? Khoảng 3 mấy hả? Này tầm khoảng 3 mấy. 3 mấy. Ừ. 3 mấy. Đây anh thấy có chiếc này lốc trắng nè. Con này trắng nè, lốc trắng nè, một càng luôn nè. Con đó một càng lốc trắng. Nó lốc bạc về máy đái. Con này có nhiêu em? Như thì lâu từ đó giờ chạy khách chủ xe đó cũng không có vệ sinh rửa gáy thì cũng mười mấy năm rồi. Nhìn bề ngoài nó hay xấu nhưng mà quan trọng là cục máy bên trong á. Chất lượng thì rửa ghế hoặc là cái áo mình thay áo mới, nó dung nhìn như xe mới rồi, chỉ mấy xe này chỉ dọn sơ là đẹp rồi. Nói chung á, những bạn mà đam mê dòng xe này á, quan trọng nhất vẫn là cái máy đúng không? Cái máy zin là ok, chưa có gớt đầu, chứ còn dàn ngoài thì mình có thể thay dàn áo mới. Còn những chiếc mà xe mà thực sự mà áo còn theo xe mà đẹp luôn á, giá nó cao nữa. Đúng không? Xe đó dạng gọi là xe cọp. Xe cọp. Xe từ đó tới giờ mà chưa dọn rửa hoặc là chưa có đụng tới cái gì á mà nó đẹp, gọi là xe ít đi, xe cọp, giá nó khác nữa. Dòng này nói chung là giá bây giờ nó không có cố định, mỗi xe mỗi giá thôi, chứ anh em cũng không có so đâu với nhau, vì chỗ này bán giá này, chỗ kia bán giá kia, nó cũng không đúng. Tại nó nhìn đúng cái đắp xe nó mới đón được cái giá. Thậm chí bây giờ cửa hàng mua cũng vậy, nhiều xe là giá nó gắt rẻ, nhiều xe mà giá nó gắt cao luôn. Thì anh em mới biết coi xe thì mới biết được giá trị của nó. Đúng rồi, tùy vào cái độ đẹp, độ zin của xe mà giá nó khác nhau. Không thể nào vì là đời 2010 cùng là 2010 mà bằng giá nhau được, đúng không? Thậm chí một chiếc nó có thể gấp đôi một chiếc kia giá cả. Tại vì cái độ đẹp của nó bây giờ nhiều khi có tiền mà mua không được, là quan trọng cái đó. Các bạn tham khảo nha. Nè, như chiếc này là lốc trắng, các bạn thấy cái lốc nè. Xe bề ngoài thì nó như vậy, nhưng mà cái lốc nè còn rất đẹp. Và các bạn thấy không, Giang dẫn mình đến kho quay luôn chiếc xe, chưa hề dọn rửa bất cứ gì, nhập về là quay luôn. Nó ghê như vậy nè. Để chi cho các bạn thấy là xe ở đây á là như thế đó, chứ không phải là dọn rồi lên đồ gì đó, rồi nó zin, giả zin gì đó.
Cho nên là cái độ tin cậy ở đây rất cao. Các bạn cứ yên tâm nha. Các bạn thấy nè, mình đang quay nè. Xe mới vừa đem về, còn dơ giấy như thế này luôn. Đó, chưa dọn rửa gì luôn à. Thì cửa hàng bên em á, thì mua xe chính chủ, ngay chủ khi từ đó đến giờ chưa có qua đây, chưa có qua người dọn ít hay là dọn cái thứ hết, nên còn dơ giấy lần sau là cửa hàng để nguyên hết. Về cửa hàng mới chính tay cửa hàng làm dọn rửa hay là tăng trang lên cho anh em. Còn mà mua xe qua tay thầy tạ hay là lái đó, chọn rồi á, lúc đó anh em dễ bị thúc lắm. Nói chung thì xe cộ bây giờ mà anh em nhiều người thợ coi gọn ra, khách đâu coi ra được. Còn khi cửa hàng bán có sao cửa hàng nói gì, không đúng á thì cứ đem về cửa hàng trả tiền đủ. Tại cửa hàng bán thì cũng chuyên giàu, có uy tín thì mới bán lâu dài được, thì anh em cứ yên tâm. Thì các bạn thấy những lô xe ở đây á là Giang sẽ mua từ rất nhiều nơi, các tỉnh thành khác nhau. Em ơi, bây giờ giấy tờ như thế nào em? Bên em là xe giấy tờ em mua ngay chính chủ hết, bao sang tên quốc bộ cho anh em toàn quốc. Anh em thì khỏi sợ cái dòng xe quá giá hoặc là thanh lý, tại vì bên em, riêng bên em á là xe quá giá thanh lý á, dòng đó là em không chơi, tại vì nó không giá trị. Vì bán cho anh em nhiều người ta sang tên không được đó. Còn bên đây là bao sang tên, nếu mà anh em sang tên không được, bên cửa hàng em cũng hoàn đủ tiền cho anh em luôn. Xe này là xe hải quan hết, tại vì mua ngay chân khách thì nguyên viên nguyên thủy sao nó cũng vậy, anh em nhìn xe cũng biết rồi đó, chứ đâu phải là qua xe qua người lái hay người thợ dọn đó. Các bạn nghe rồi ha, tức là xe của Giang á là xe chính chủ, tức là của người dùng bán lại, chứ không phải là xe quá giá hay là của giao thông thanh lý gì đó nha các bạn. Các bạn nhớ vấn đề đó ha. Thì Giang sẽ bao sang tên cho các bạn. Ví dụ như cặp này là giá khởi nhiêu em? Một cặp này, cặp này tầm một con hay tầm ba mấy triệu? À, một con ba mấy triệu đó. Dạ. Lóc đen nè. Lóc đen. Đời 2010. Này nó nguyên viên hết, keo chưa lột nữa. Keo theo áo theo xe nè, còn keo luôn chưa lột nữa. Còn dán keo chưa lột. Còn dán keo luôn á. Áo theo xe luôn đó các bạn. Tầm ba mấy triệu nha các bạn. Xe này thực tế là Giang chưa biết chính xác giá luôn, vì mới vừa nhập về luôn đó. Giang còn chưa có coi kỹ là tình trạng xe như thế nào, đúng không em? Không, tình trạng thì em coi rồi nhưng mà giá cả em không nhớ. Không nhớ được đúng không? Nhiều quá. Tình trạng thì tất nhiên về phải kiểm tra, mình kiểm tra hết từ xe đúng như vậy, máy móc này nọ thì bên em mới nhận. Còn xe mà không đúng là không lấy. Đấy không? Giá thì ví dụ giá cả nhiều xe quá giờ mình cũng không nhớ được, không nhớ chính xác được, báo tầm trung cho anh em thôi. Các bạn thấy không, mình mà không có Giang ở đây là mình sẽ nói những cái không đúng đó. Tức là xe về là Giang đã kiểm tra hết rồi, nhưng mà vì nhiều quá bây giờ Giang vẫn chưa có chính xác giá được. Khi nào mà đến cửa hàng á, đúng không, thì nó mới biết chính xác được. Xe mình đã dọn sạch sẽ này nọ lên á, là lúc đó giá mình có ghi lấy tên xe hết, mỗi xe đó thì có giá lên hết, anh em chứ coi rồi tham khảo. Anh ấy chiếc xe này cũng là màu tím đó nè. À, màu tím, nhưng mà con này nó nguyên thủy đó, anh ấy nó dạng như theo năm tháng ấy, chạy xước vậy đó. Nguyên thủy luôn đó. Ví dụ nhiều khi em thay áo mới, hoặc là nhiều khi thì nhiều người xài tới áo jean đó. Các bạn thấy ha, xe là xe nguyên thủy luôn nha, chưa hề làm gì luôn đó các bạn thấy nè, rất rõ ràng luôn. Lốp máy trắng nè, con này đời mấy em? 207 nè, các bạn nhìn cản nè đó, còn nguyên zin luôn, chưa có làm gì hết. Zin đặc biệt đó là 207 á, là cái này với cái đuôi cá với cái chân này nó màu đen. Còn 205, 206, 208 là full bạc hết. Chân nó là cái này, cái đuôi cá cặp cái chân là nó bạc hết. Anh em chơi nên dễ phân biệt. Chỉ có 206 thôi. Chỉ có 207. 207 thôi. 207 là cái chân cặp cái chân sau với cái đuôi cá là nó màu đen. Có zin đặc biệt cái đời 207 đó thôi. Toàn bộ là lốp bạc là nó full bạc hết. Chỉ có 207 thôi. Là màu đen. Đây, về là màu trắng nè, là 205, 206, 208. Ví dụ như chiếc xe này giá có nhiêu em? Con này nó tầm ba mấy. Ba mấy luôn đó các bạn. Thì nói chung ngoài nó phải là bên cửa hàng bán mắc hay là nói giá, thì anh em nhìn nó bề ngoài như thôi, nó xấu đi thôi, chứ bên trong là quan trọng cái chất lượng. Còn ví dụ như cửa hàng rửa ghế sạch đẹp hay là ai ở mới cho anh em lúc đó, anh em có nhìn thấy chiếc xe nó đẹp thế nào, tại vì từ con ốc mà chưa có dọn rửa mà từng cái gì hết, thì mười mấy năm thì anh em cũng biết chiếc xe mười mấy năm mà chạy thì nó cũng xấu xí này nọ cái nào rồi. Nhưng mà nếu mà nghe cái khách chủ xài người ta ít rửa thì nó gắt dơ luôn. Còn ở trong nữa đúng không em? Dạ đúng rồi, còn ở trong.
Đây, mình đang tiếp tục ở trong kho nè các bạn. Quá nhiều. Giang là chuyên xăng dòng này nha các bạn. Như chiếc xe này bánh căm là sao Giang? Con này bánh căm là do chủ xe hết đi bánh căm rồi thì dán tem chồng lên vậy đó. Cái này sở thích của chủ xe. Thì cái này nó máy nó ngon quá thì bên cửa hàng mua vậy như về cửa hàng tâm trang lợi. Nhiều xe thì ví dụ như máy ngon là về ngoài nó xấu đi thì cửa hàng tân trang có thể dọn mới cho anh em, hoặc là anh em muốn yêu cầu xe mà dọn theo mẫu mã thế nào đó thì bên hàng đã nhận dọn. Thì cái này tùy theo sở thích của mỗi người thì nói chung thì cái đó xe mà chủ yếu mà máy móc ok là cửa hàng mua. Như các bạn thấy là những dòng xe ở đây giá cũng tầm ba mấy triệu thôi đó, xe là mới mua về là còn như thế này luôn nè ha, rất rõ ràng luôn, chứ không phải là dọn tân trang cho đẹp rồi báo giá cao như các bạn thấy nè, rất rõ ràng. Như vậy là dòng xe này giá cũng tầm ba mấy triệu, các bạn thích xe nào thì cứ đến coi ha, cho nó dễ. Đây có một chiếc màu tím nè các bạn. À đây, à, lóc trắng nhưng mà cái đùi cá với cái này màu đen nè, là 207 đúng không em? Đúng rồi. 207. Chiếc 207 thì nó đùi cá một cái chân màu đen. Chiếc này cũng ba mấy triệu đúng không em? Đúng rồi. Các bạn mua xe ở đây, muốn dọn xe thì Giang sẽ nhận dọn. Tất nhiên là dọn xe của cửa hàng thôi nha các bạn. Còn khách mang xe lại là cửa hàng không có nhận dọn nha. Chỉ nhận dọn xe của cửa hàng thôi. Đó, các bạn thấy rất là nhiều. Ở đây là kho nha các bạn, chứ không phải là cửa hàng ha. Mình đang ở trong kho luôn á, xe mới vừa về. Thì khi nào mà những chiếc xe này được đưa ra cửa hàng mà sạch đẹp rồi á, mình sẽ đến báo giá chi tiết cho các bạn. Tại vì xe này thì Giang chưa thể báo giá chính xác được, các bạn thông cảm nha. Giá tầm ba mấy triệu thôi. Cũng tùy chiếc, cũng có chiếc bốn mấy đúng không Giang? Tùy chiếc. Rất nhiều luôn. Đó, bây giờ mình đã ở ngoài, các bạn nhìn nè, rất là nhiều ha. Ngoài cửa hàng thì trong đây là kho rất là nhiều. Lúc nãy mình lúc sau đó các bạn. Thôi thì giờ bây giờ mình cũng kết thúc video đây luôn nha các bạn. Mình sẽ để số điện thoại của Giang cũng như là địa chỉ cửa hàng á ở trong phần mô tả nha. Những bạn nào có điều kiện quan tâm xe nào đó thì cứ alo cho Giang. Giang cũng có duyệt hồ sơ qua Zalo, ví dụ như các bạn chụp hình chứng minh nhân dân nè, rồi hộ khẩu nè, để Giang kiểm tra trước một bước. Được thì các bạn sẽ đến cửa hàng của Giang mình làm hồ sơ. Tại vì Giang có bán trả góp luôn đó các bạn. Hỗ trợ trả góp luôn nha. Rồi bây giờ mình xin chào các bạn luôn nha.